Xin mời quý vị và các bạn đón xem trận đấu bóng chuyền hơi nữ giữa hai đội tuyển bóng chuyền hơi nữ của xóm ngoài và đội tuyển bóng chuyền hơi nữ của xóm giữa trong khuôn khổ giải đấu bóng chuyền hơi hội đình làng Xuân La, xã Xuân Phương, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên. Ở trận đấu này thì đội tuyển bóng chuyền hơi nữ của xóm ngoài phía gần màn ảnh các bạn và đội tuyển bóng chuyền hơi nữ của xóm giữa phía xa màn ảnh các bạn. Sau đây xin mời quý vị và các bạn đón xem trận đấu. Xin chúc quý vị và các bạn có những giây phút thư giãn vui vẻ nhất. Nhớ ấn đăng ký kênh để theo dõi nhiều video mới. Bóng ngoài sân, điểm cho số giữa 7-4.
tập trung vào đường cho Tena đây. Đẹp quá, không biết đường cho Tena đây. Rất đẹp. Đẹp quá. Rất tuyệt vời. Điểm cho đôi nào đây. Rất đẳng cấp. Điểm cho Tena đây. Điểm. Nó xuống giữa 8, 4, 15 phút đây. Điểm cho núi ta 18, 19. Sáng cho bình tĩnh mới tỏa tới lên. Hai đôi đều phải tốt. Hết sức bình tĩnh. Tóm chân dân. Điểm cho thông chứa. Hai đôi đều phải tốt. Sông ngoài 5, 8. Tập trung, tập trung. Hai đôi tập trung cố lên. Cố lên. Hai đôi cố lên. Cố lên. Tập trung. Tiếp tục. Cánh bóng tốt. Điểm của Lý Tà 19-20. Rất cây cấn. 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 Thành thắng. Chúng tôi ghi vào nhà đây. Tập trung. Tập trung. Cây cấn quá. Cây cấn quá. Đẹp quá. Cây cấn quá. Đẹp quá. Tập trung đi. Gây cấn quá. Gây cấn quá. Bắn chân. Tập trung. Quyết định. Hay quá. Đưa bóng vào tiền. Đưa bóng vào 6 8. Rất gây cấn. Rất gây cấn. Rất gây cấn. Rất gây cấn. Gây cấn vỗ tay. 20 đầu vỗ tay. Vỗ tay. 20 đầu vỗ tay. Vỗ tay. Hai đội xin lỗi, rất gây cấn. Để các cầu thủ cứu bóng. Vì rất quan trọng chỗ. Đúng không? Cho. Đây là lớp đang để xin yêu cầu. Số 7, 9. Vẫn sớm mới phải đánh không được kịp. Thôi xin. Bây giờ các cầu thủ nghe trọng tài. Xin tay chỗ cầu thủ. Xin tay vận động viên chỗ cầu thủ. Anh Hà thì bảo là chiều anh đánh mấy trận thì anh có 5 trận
từ trận 2, 3, 4, 5, 6 thôi bây giờ. Nó là điều. Trận 3, trận 7 gì nữa. 8 ấy, đánh ở Phú Yên với này thêm ạ. Nếu không đánh như thế thì không kịp. Thì bảo lại với Mai Tâm Núi trận 1 phải không? Mai Núi gặp đội này trận 1. Ờ, bóng ạ. Điều. Thì bảo không có đổi được không? Hai ba ơi. Và đối là lui đánh chứ không phải ông ai được cái này nhầm đầu. Đỡ ốc máu mỏ đi à. Đồng ý đổi là vẫn chỉ là núi gặp cấp 3 thì vẫn 3-3 đổi đi thôi. 3-2 năm thì ra bảo với em ăn xong. Không kéo lại từ số. Nhưng mà ra. Một là lớn bao nhiêu chút tiền đầu, hai đội tổng tiền đầu 5, 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 alo, đội lớn lớp 3 tổ chức, xin mời hai đội trưởng của hai đội cứu trả thêm giá vào cứu biên đảng, alo. Alo, đội lớn là đội Tha Sơn. Đội Tha Sơn xin lỗi đội Tha Sơn. Đội Tha Sơn gặp đội Đồng Tâm. Đề nghị hai đội trưởng đội hai đội Tha Sơn và Đồng Tâm. Bóng ngoài sân điểm. Các đội số ngoài 10-14. Tha Sơn gặp Đồng Tâm. Đề nghị hai đội trưởng đội hai đội Tha Sơn và Đồng Tâm và Quý Viên Lãng. Một lần nữa ban tổ chức kêu gọi hai đội vào đăng ký, hai đội trưởng vào đăng ký số áo. Alo. Đỡ bóng ở điểm cái đội số 11 nữa. Hai đội hai đội trưởng và các đội vận động viên. Đội số 7 Trường Lâm Phú gặp Phương Độ, xin mời hai đội chuẩn bị. Tổ chức tổ 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 tài Tiểu, tổ 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 ngoài 12-14. Alo. Alo, đại diện khai thân thực tế bạn. Đây là nó ban tổ chức kêu cả hai đội trưởng. Đội Tha Sơn và đội Đồng Tâm. Bóng ở điểm, tức là xuống trước 15-12. Gặp thứ 7, Trường Long Phú gặp Quốc Độ. Xin mời hai đội chuẩn bị. Tập bóng không qua lưới điểm cho đội số 15-12 16-12. Xin chào với tất cả các cổ động viên. Bên tay phải khán đài A là đội Tha Sơn, bên tay trái là đội Đồng Tâm. Chất đấu, chất đấu, bắt đầu. Đỡ bóng ở điểm cho đội số ngoài 15-16. Đội số Đồng Tâm 1. Đỡ bóng ở điểm cho đội số ngoài 14-16. Điểm cho Tha Sơn 2-1. Bóng ngoài sân điểm cho đội bóng giữa. Đội bóng tốt. Đội hai đội không liên tục vỗ tay, các đội về trận trở lại liên tục vỗ tay, vỗ tay lại vỗ tay liên tục. Bóng ngoài sân điểm cho công thứ 18-14. Ai? Thanh Trường.
sao sẽ phân đội. Vâng. Bóng không vào lưới, điểm có lợi sông giữa 19-11. Đánh bóng ở điểm các đội số ngoài 15-19. Đánh bóng ở điểm các đội số ngoài 16-19. Điểm cho đội dân 4-3. Tập trung, hai đều hết sức tập trung. Tập trung. Tỷ số 5 này. Không ngoài, quả trước ngoài thôi. Hay quá. Chắn 5 đi. Điểm cho Ca Sơn. Ca Sơn chắn 5 đất. Điểm cho Ca Sơn 6-5. Bóng ngoài sân. Điểm.